thứ 21. B1. K2 tức. K3. 1. 2. 3. Yanover B1. Yanover B1. Yanover K3. Yanover K3. 1. 2. 3. SSK B1. SSK B1. Lặp lại cụm công thức K2 tấc K3. 1 2 3. Yanover B1. Yanover B1. Yanover K3. 1 2 3. SSK P1. Hàng 22 mình đang giống như hàng 8. K1 P5. K1 P5. 1 2 3 4 5. Tiếp theo K1. Tiếp tục P5. 1 2 3 4 5. Tiếp theo K1. Tiếp theo P5. 1 2 3 4 5. Tiếp theo K1. Tiếp theo P5. 1 2 3 4 5. Một mũi cuối cùng lên K. Hàng 23. P1. K2 tấc. K2. 1 2. Yanover P3. Yanover P3. 1 2 3. Yanover K2. Yanover K2. 1 2. SSK B1. SK B1. Lặp lại cụm công thức K2 tấc. K2. 1 2. Yanover B3. 1 2 3. Yanover K2. 1 2. SSK B1. Hàng 24. K1. P4. 1 2 3. 4 K3 B4. 1 2 3. Tiếp tục P4. 1 2 3.
công thức K1 P4 1 2 3 4. K3 P4 cùng K1. Hàng 25 P1 bắt đầu cũng công thức K2 tấc K1 Janover P5 Janover K1 SSK P1 SSK P1 lặp lại cũng công thức K2 tấc K1 Janover P5 SK B1 mình đếm lại coi còn độ 25 mũi đúng không ạ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mình lại bị đang sai chỗ nào rồi? 25 ha, tại vì mình bị sai rồi. Mọi người đang á, lưu ý đếm lại cái mũi ha, phải đủ số mũi. Rồi mình sẽ đang lại hàng 25 ha. P1 bắt đầu cũng công thức K2 tấc K1 Janover P5 Janover P5 1 2 3 4 5 Janover K1 SSK B1 SSK B1 lặp lại cũng công thức K2 tấc K1 Janover P5 Janover P5 1 2 3 4 5 Janover K1 SSK B1 hàng 26 K1
B3K5. 1 2 3 K5. 1 2 3 4 5. Tiếp tục B3. 1 2 3. Lặp lại cụm công thức K1. Lặp lại cụm công thức K1, P3, K5, P3, K1, P3. 1, 2, 3. Tiếp theo K5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo P3. 1, 2, ba, còn một mũi cuối cùng chưa quê K1. Tiếp tục hàng 27. P1. K2 tức Yanover P7. 1 2 3 4 5 6 7. Yanover SSK. Yanover SSK. P1. Lặp lại cụm công thức K2 thức Yanover P7. 1 2 3 4 5 6 7 Yanover SSK. Yanover SSK. P1. Hàng 28. K1. P2. 1 2 K7 B2. 1 2 3 5 6 7 P2. 1 2. Tiếp tục lặp lại theo cụm công thức K1 P2 2 K7 B2. 1 2 3 4 5 6 7 P2. Còn một mũi cuối cùng chưa qua K1. Vậy là mình đã đai xong 28 dòng của cái cụm công thức này. Mọi người cứ lặp đi lặp lại 28 dòng ha, thì mình sẽ được cái này. Chắc do mình đang cái len hơi bự nên là nó bị cong á, còn mọi người đang cái len mỏng hơn á thì nó sẽ ra như vậy. Rất là dễ thương ha. Chúc mọi người thành công.